Hey yo, what's good? This is Billboard and you watching me. Hi, I'm Lady Gaga. Hello, Billboard with Blackpink. This is Dua Lipa. We are BTS. Hi, I'm Ariana Grande. I'm Justin Bieber. I'm Nicki Minaj. This is Avril Lavigne and you're watching Billboard. Nào, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Billboard một tí nha. Billboard là thương hiệu âm nhạc hàng đầu, có sức ảnh hưởng trên toàn thế giới, đặc biệt là bảng xếp hạng Billboard Hot 100 cực kỳ công bằng mà ai cũng biết. Đây cũng là nơi kết nối nghệ sĩ với người hâm mộ. Bạn muốn những thông tin cực nóng và những hình ảnh độc quyền? Cứ đến với Billboard hàng ngày, bạn sẽ có đầy đủ từ A đến Z. Billboard hiện đang sở hữu những nền tảng như digital, di động, mạng xã hội, tạp chí và các sự kiện âm nhạc. Mỗi tháng có hơn 18 triệu lượt người truy cập vào website của Billboard và nơi đây cũng được xem là nguồn tham khảo thông tin âm nhạc hàng đầu thế giới. Trong khu vực châu Á, Việt Nam vinh dự là nước thứ 6 sở hữu bản quyền từ Billboard, chỉ sau Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines và Trung Quốc. Và tính trên toàn thế giới, chúng ta là thành viên thứ 10 trong đại gia đình Billboard. Xin chào Billboard Việt Nam. Xin chào tất cả quý vị khán giả của Billboard Việt Nam. Xin chào Billboard Việt Nam. Hello Billboard Việt Nam. Xin chào Billboard Việt Nam. Trong khoảng thời gian vừa qua, Billboard Việt Nam đã có mặt tại nhiều sự kiện âm nhạc đình đám khác nhau để mang tới cho khán giả những thông tin nóng nhất, nhanh nhất và hấp dẫn nhất. Cùng điểm qua một số sự kiện âm nhạc trong nước mà Billboard Việt Nam đã đồng hành cùng các nghệ sĩ nha. Concert Stardom của nữ ca sĩ Vũ Cát Tường. Họp báo ra mắt MV Em Ngủ Chưa của nam ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Concert You With Me của nữ ca sĩ Tiên Tiên. Sasuke mừng sinh nhật tuổi 30 của nam ca sĩ Noo Phước Thịnh. Lamu Music Festival, ngày hội âm nhạc cho giới trẻ. Ngoài ra, Billboard Việt Nam còn có cơ hội đón chào những nghệ sĩ quốc tế tài năng đến với Việt Nam. Tay trống tài năng Luke Holland, nghệ sĩ saxophone nổi tiếng thế giới David Binney, hay cặp đôi vàng nghệ sĩ piano Jacqueline Lân và nghệ sĩ saxophone Timothy Sun. Có thể nói, các nghệ sĩ đã mang đến Việt Nam những buổi biểu diễn tuyệt vời và lan tỏa nguồn cảm hứng âm nhạc mạnh mẽ tới rất nhiều các khán giả có mặt trong những đêm trình diễn. We really hope to see you again in Vietnam and come back to play again. Hi there, we are Michael Ears to Rock. Hey, I'm Justin McCartney. Hey guys, it's your girl Agnes Mo. And for all the latest and best news in music, only on Billboard Vietnam. Happy New Year! Dan Bi! Ngoài những sự kiện âm nhạc hấp dẫn, Billboard Việt Nam còn đồng hành cùng các nghệ sĩ Việt Nam cũng như nghệ sĩ quốc tế để tạo nên những câu chuyện âm nhạc thú vị. Và mọi người hãy theo dõi những cái thông tin về Trọng Hiếu, những thông tin mới nhất của Isaac trên Billboard Việt Nam. Đầy đủ thông tin chứ nhỉ? Nếu đủ rồi thì còn chơi gì mà không theo dõi những bước đi sắp tới của chúng tôi tại website và Facebook fanpage của Billboard Việt Nam. Hãy đưa Việt Nam đến gần hơn với thế giới thông qua âm nhạc nào!